Động tác thứ ba là động tác hip thrust. Với động tác này thì mình sẽ cùng sử dụng với một chiếc thảm. Từ từ đặt người lên chiếc thảm một cách nhẹ nhàng. Sau đó đặt chân vuông góc với thảm và bắt đầu thực hiện động tác. Di chuyển mông ra khỏi thảm. Khi lên, siết cơ mông lại và từ từ di chuyển xuống. Tiếp tục lần thứ hai. Lên, siết cơ mông, siết cơ bụng để có một vòng mông săn chắc và vòng eo thon gọn. Trong quá trình thực hiện thì hãy cùng hít thở đều, lên thở ra và xuống hít vào. Đối với những người mới bắt đầu tập luyện thì mình sẽ thực hiện động tác này từ 10 đến 12 lần. Và mỗi lần mình sẽ nghỉ từ 15 đến 30 giây.